Ở đây anh còn thạch không anh? À, thạch đen à? Thạch đen Hưng Khê à? Còn nhiều không anh? Không còn á. Còn bao nhiêu hộp? Cái này mình tự làm hay là anh nhập ở đâu vậy anh? Làm. À. Chào mừng các bạn đã đến với cái video của mình ngày hôm nay. Và trong cái video của mình ngày hôm nay ấy, mình sẽ làm video giới thiệu về một cái món giải pháp rất là hay, đó chính là cái thạch đen. Đây là một trong cái hộp mà thạch đó, đây là một con hộp thạch. Cái thạch đen này ấy, là cái thạch đen mình mua ở Cao Bằng các bạn ạ, mình mua ở Đông Khê Cao Bằng, và hôm nay mình sẽ mở hộp và ăn cho các bạn. Đầu tiên ấy, thì các bạn muốn ăn được cái thạch này ấy, thì các bạn sẽ phải có một số nguyên liệu như sau để các bạn ăn. Cũng như là đầu tiên đấy, bây giờ các bạn cần phải có một cái hộp thạch. Cái hộp thạch đen này mình mua ở Cao Bằng, cái hộp thạch này ấy, mua là vào khoảng 20.000 một hộp các bạn ạ. Đó, 20.000 một hộp. Thì trước mình cũng có mua 2 hộp. Dạ, mình mua về cái ăn thử đấy. 2 hộp mình thấy mình ăn đắt, ăn một hộp rồi thấy rất là ngon. Và đây là có một cái đường, đây là đường tinh luyện. Các bạn có thể lấy đường phiền. Dạ, đường phiền cái đường đỏ các bạn làm trực tiếp từ cái mía đấy, được chưa? Mía đường ấy, nó có màu đỏ đỏ ấy, được chưa? Ăn cũng rất là ngon cái đường đó, được chưa? Tiếp theo là các bạn cần phải có một cái ít đá, đây là cái đá mình lấy từ tủ lạnh ra, được chưa? Đó, nó đã bị tan đi một chút rồi, cho quá trình setup máy quay nó mình đã bị tan đi một tí rồi, nhưng mà không sao. Và các bạn có một cái bát đấy, mình sẽ cho một cái bát này ra. Đó, đây cái bát và cái thìa, đây là cái dao để cắt nhỏ. Và bây giờ mình sẽ bắt đầu tiến hành nhé. Đấy, rồi, để rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu này. Đó, mình sẽ cho các bạn xem. Đấy, rồi bây giờ các bạn muốn làm được ấy, bây giờ mình sẽ vào quá trình thực hiện luôn. Đó, để cho các bạn xem. Thì quá trình này ấy, thì cái tùy từng bạn ấy, được ạ, tùy từng các bạn ấy, các bạn có thể là có cách làm mà khác nhau, nhưng mà thường ấy mình sẽ làm như này thì nó sẽ ngon hơn. Đấy, mình từng làm nên nó sẽ ngon hơn. Đầu tiên đấy, các bạn sẽ mở cái hộp này ra. Đây là cái hộp mà đây gọi là cái hộp mà thạch đó các bạn. Đấy, mình sẽ mở ra nhé. Đó, mùa nắng nóng như này à, các bạn ăn những cái hộp thạch nó rất là ngon đấy. Các bạn chỉ cần bóc ra cái hộp này là 50.000 các bạn, à sorry là 20.000 một hộp đó. Nếu các bạn mua với cái số lượng lớn ấy, thì nó có thể là nó rẻ hơn các bạn ạ. Đó, ở đây ấy, đây là mình vừa lấy trong tủ lạnh ra. Đó, đây là túi đường này. Rồi bây giờ mình sẽ cắt, bây giờ mình sẽ cắt nhỏ này, mình sẽ cắt một góc đó, có thấy chưa? Đấy, mình sẽ cho xuống cái bát này. Đó, thấy chưa? Đó, cho xuống cái bát này. Đó, mình cho một ít nữa đi. Đấy, ăn thử cho các bạn xem. Rất là ngon. Đấy, mình sẽ đậy nắp lại đã. Đó, đây. Ô, hơi bị nhiều rồi các bạn. Rồi mình ăn một ít thôi, hơi bị nhiều rồi. Ăn đến đây thôi. Mình vừa đi ấy về cho nên hơi bị nóng một tí, các bạn thông cảm nhé. Đó, bây giờ các bạn sẽ cho nó nhỏ lại. Mình sẽ làm cho nó nhỏ lại. Đó. Đấy. Các bạn có thể là có cách làm nhỏ. Rồi, nhỏ cho nó nhỏ ạ. Giống như thái thịt vậy. Đó.
Thạch đen mình lấy ở Cao Bằng ấy, các bạn có thể xem cái video ở cạnh đây. Đó. Đấy, khá nhỏ. Và nào hôm nào các bạn lên Trần Định mình sẽ dẫn đi các bạn ăn cái thạch đen Cao Bằng này nhá, rất là ngon. Đấy, các bạn này. Bây giờ mình sẽ cho cái, bây giờ mình sẽ làm thế nào? Các bạn ạ, trong cái thạch đen này ấy, bây giờ mình ăn này, rất là ngon. Các bạn ạ, rất là ngon. Đấy, trong cái thạch đen này ấy, đó, à, rất là ngon. Trong cái thạch đen này ấy, là nó sẽ có đường luôn rồi, nó pha đường luôn rồi các bạn. Người ta làm ấy, người ta đã pha đường luôn rồi. Ngon quá, ngon các bạn ạ. Đó, nó có đường luôn, các bạn không cần xuống đường cũng được, nhưng mà có xuống một ít, nếu bạn có cho nước xuống một ít nữa. Đúng là Cao Bằng cái gì cũng ngon. Bây giờ mình sẽ cho xuống một ít nước. Đó, cho xuống một ít nước. Đó, mình xuống, cho thạch xuống hơi nhiều rồi các bạn. Đấy, bây giờ mình thử luôn xem nó có ngọt không, hay là mình cần cho một ít đường nhé. Mới là cho có một ít đường mà. Đó, đây là đường tinh luyện. Ôi, nhiều đường quá luôn đó. Nhiều đường quá. Đấy, nhiều đường quá. Đây, cho lên đây. Đó, bây giờ mình đã cho xuống một ít đường. Mình sẽ lấy đều. Hơi nhiều đường rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ đập cho một ít cái đá xuống các bạn. Cái đá này nó đã bị mình sẽ dùng một cái chốt cửa, tận dụng cái chốt cửa này đập. Lạnh. Cho xuống một cục đi. Đó. Đó, thấy chưa? Ngon chưa? Đó, anh em như thế thưởng thức rất là ngon, được chưa? Đó. Rất mát luôn. Đó. Rất là mát luôn các bạn ạ. Thấy chưa, mát luôn. Đó. Được đấy các bạn. Mình không biết từng cái vùng miền nó làm như nào, nhưng mà bây giờ mình thấy là đa số đều có trong bịch như này các bạn, trong bịch như này. Thì mỗi bịch như này ấy, thì nó mình thấy là to to nhưng cũng rất là dễ cầm, và người ta làm như thế này ấy, thì nó đỡ mất vệ sinh hơn các bạn. Hồi xưa các bạn đã thấy là mọi người ấy làm ấy, người ta thường làm vào trong một cái chậu thì rất là to, đến khi mà lấy ra chợ bán ấy thì phải cắt ra từng miếng xong đó cho vào túi thì nó cũng được, nhưng mà về đảm bảo vệ sinh thì nó không như cái hộp này. Cái hộp này người ta làm trực tiếp ở trong cái hộp này luôn, cho nên là làm xong người ta đậy nắp vào lấy đi bán thì nó vệ sinh hơn, thì ạ, nó không mất vệ sinh như là ở trong chậu. Sau bạn được lấy ra ngoài kia rộng thái ra, cái này nắp này các bạn không cần phải sợ bụi bặm nó bám vào thì bay bán ở chợ thôi, được ạ. Rất là ngon. Đó. Quá ngon. Đó. Chạy về. Đó. Đó lấy mồ hôi các bạn ạ. Đấy. Các bạn
có các bạn có cái đường đường đỏ ấy cho vào ấy thì nó ăn ngon hơn, mình thấy là đường đỏ ăn ngon hơn là đường tinh luyện này. Tuyệt quá. Thôi thì cướng lại được. Thực sự mà nói rất ngon các bạn ạ. Ngon quá. Rồi, nghĩa là thử làm mốt một miếng thôi. Trời ơi, các bạn ăn ăn hết cái bịch này nó ngon luôn. Mình cho nó lại, cho nước xuống là nó trơn nhỉ. Ngon. Hết rồi các bạn ạ. Tối nay mồ hôi với ăn hai bát này quá. Qua cái này ấy, mình ăn cái này ấy, ăn được hai bát thôi. Rất là mát các bạn và rất là ngon. Không có điều gì để chê cả. Đó. Các bạn này khi các bạn lên Cao Bằng vào mùa hè ấy, các bạn nhớ thưởng thức kem thạch đen được chưa? Đó. Đó, rất là ngon. Và đến đây thì mình sẽ kết thúc cái video này tại đây nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Thế rồi. Rồi, bye bye. Xin chào. Chào tạm biệt nhé. Bye bye. Các bạn thấy cái video này hay rồi, có thể nhấn đăng ký follow trên cái kênh YouTube của mình nhé. Tạm biệt. Bye bye.
Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình Food World Travel.